kế hoạch của em nghỉ Tết sắp tới thì nếu mà kết thúc để chuẩn bị nghỉ Tết thì có lẽ là sẽ về nhà với gia đình và sẽ chuẩn bị những thứ để đón Tết, ví dụ như là đi xem đào, xem quất và dọn dẹp nhà cửa. Em nghĩ đó cũng là một cái đáng phải lưu ý đối với mỗi cầu thủ, vì khi Tết thì mọi người đều biết là đều ăn uống rất là nhiều bữa, cũng như đến nhà ai cũng sẽ mong muốn rất là mời Tết, thế nên mình sẽ phải cố gắng chú ý hơn về phần ăn uống, cũng như là sẽ cố gắng dành thời gian để có thể duy trì thể lực bằng cách tập luyện mỗi ngày, để ví dụ như là có thể xách giày đi chạy để giữ thể lực, cũng như là hoặc là đạp xe, và chú ý đến những bữa ăn uống hạn chế những chất béo có thể gây mình tăng cân. Đối với cá nhân em thì em nghĩ là mỗi khi Tết đến xuân về thì đều là cái Tết rất là đáng nhớ đối với mỗi cá nhân. Năm nay thì em cũng sẽ có một điều đặc biệt hơn, đó là đón Tết cùng gia đình, và đặc biệt là có con trai của mình nữa thì em cũng sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn để có thể cùng cả gia đình đón Tết. Em nghĩ là cũng khác rất là nhiều, ví dụ như ngày xưa mà chưa có gia đình thì mình sẽ chuẩn bị cho cá nhân mình nhiều hơn, và khi Tết đến thì mình chỉ lo cho mình cũng như là gia đình. Bây giờ thì có gia đình rồi thì có vợ con rồi thì mình cũng sẽ phải có trách nhiệm hơn, giúp vợ rồi là chăm con hoặc là làm những việc để có thể chia sẻ cùng với cả vợ con. Điều em mong muốn nhất đó là được khỏe mạnh và không gặp những chấn thương, và sớm tìm lại được phong độ cũng như là được thi đấu thật nhiều và được nhiều kết quả tốt mỗi khi được ra sân. Em hoàn toàn rất là tin tưởng, và các em đều có chuyên môn rất là tốt, ví dụ như là Hà Nội thì có Văn Hậu, Văn Xuân hay là Việt Anh, rồi là Văn Tới và Lê Xuân Tú nữa. Có rất là nhiều người có thể gánh vác cái trọng trách đó, và em nghĩ là các em ấy cũng sẽ đoàn kết và sẽ diễn tốt để có thể bảo vệ thành công cho vô địch. Nếu mà được tham dự SEA Games một lần nữa thì em tất nhiên là rất là mong muốn và sẽ phải cố gắng hết mình để có thể tập luyện và thi đấu tốt, thì cạnh tranh với tất cả các em để có thể được thi đấu. Đó là điều đương nhiên. Mong ước của em thì mong muốn là sẽ được bình an, được gặp nhiều may mắn và luôn luôn hạnh phúc. Và đặc biệt là trong công việc thì sẽ gặp nhiều may mắn và luôn luôn khỏe mạnh để có thể tập luyện như thi đấu tốt. Nhân dịp Tết đến xuân về thì Mạnh xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người, là chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thật thành công trong năm 2021.